Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel mình Kitten Mail VN. Hôm nay thì mình lại quay video về mèo Min này. Mình đang gãi cái bộ lông của bạn này. Đang chăm sóc cho bạn mèo Min này. Bạn ấy chơi ngoài vườn và bạn ấy cảm thấy rất là thích thú khi mà được mình gãi cho cái bộ lông của bạn ấy này nhé. Thích cái mèo của mình như này, bà ấy cảm thấy rất sung sướng khi mà được chăm sóc ở bên ngoài trời mát mẻ, thời tiết rất là mát mẻ như này mà mình chăm sóc cho bạn ấy bộ lông của bạn ấy. Các bạn xem video thì hay, hãy nhớ like, đăng ký kênh hộ channel của mình nha.